chọn cho mình được một cái mục tiêu để mình theo đuổi, đó chính là chứng chỉ IELTS. Để các bạn có thể ôn thi IELTS, từ vựng IELTS mà Luyện nói, tổng overall được 7.0. Mình đã từng chia sẻ với mọi người khá là nhiều thứ có liên quan tới IELTS rồi. Trong đó có bao gồm tài liệu nè, lộ trình nè, và cả cách lên kế hoạch ôn thi chi tiết cho từng kỹ năng nữa. Dạo gần đây thì mình khá là nghiêm túc trong việc ôn luyện IELTS lại á mọi người. Và mình chợt nhận ra là có khá là nhiều thứ liên quan tới cách học của mình, nó đã thay đổi rất là nhiều so với những ngày trước mà mình ôn. Dĩ nhiên là theo hướng tốt hơn. Mình làm cái video này để có thể chia sẻ cho mọi người những cái sai lầm mà mình đã từng mắc phải trong ôn luyện IELTS ở trong quá khứ, để có thể từ đó lồng ghép một vài những cái lời khuyên của mình dành cho mọi người, để mọi người không có bị gọi là giẫm lên vết xe đổ của mình á. Trước khi đến với cái sai lầm đầu tiên thì mình cũng muốn nói trước với mọi người luôn á, là video này mình sẽ không đề cập tới cách học, lộ trình các kiểu nữa nha mọi người. Chỉ liên quan tới sai lầm của mình thôi nha. Nếu mọi người muốn coi những cái video về lộ trình tài liệu á thì mọi người có thể xem video này. Nói chung là những cái sai lầm của mình nó trải dài trải dọc trong hết 4 kỹ năng luôn mọi người, chứ không có riêng lẻ gì từng kỹ năng hết. Và hai cái sai lầm đầu tiên của mình sẽ liên quan đến listening và reading. Listening là cái gì trời? Cái đầu tiên đó chính là cái vấn đề về chuyện là giải đề không hiệu quả. Nhớ nha, mình không có đề cập tới từng bước ôn như thế nào, để bây giờ là mình nhảy một cái ẻn tới cái bước giải đề luôn á nha mọi người. Thì á, hồi xưa á, mọi người khi mà mình giải đề listening với lại reading á, là mình cũng theo tất cả mọi người, đó chính là mua sách cam về giải. Thì mình không hề đả đảo cái chuyện luyện sách cam nha. Cái vấn đề chỉ là khi mà mình luyện sách cam á mọi người, là mọi người cũng biết là ở trong đó người ta chỉ cho mọi người cái đáp án thôi. Chỉ có cái listening nó còn đỡ hơn xíu là nó sẽ có cái script để mọi người có thể xem. Nhưng mà thật ra là hồi xưa á, khi mà mình làm xong, mình chỉ lên check đáp án một cái là mình ghi lại cái số lượng câu đúng của mình. Chứ mình cũng cũng hơi lười, nhưng mà mình cũng không có nghe lại, rồi mình cũng không có check là tại sao mình lại sai. Mình chỉ ghi chú là ok, hôm nay tôi được 6.0, 6.5, 7.0 hay 7.5. Rồi xong mình làm một cái list lại để xem cái tiến trình phát triển của mình như thế nào. Bây giờ thì mình nhìn lại mình mới thấy là nói thật là ít ỏi mọi người à. Bây giờ thì cái cách làm của mình nó đã khác hẳn rồi. Mình sẽ tập trung hơn vào chất lượng của những cái đề mình đã giải thay vì số lượng. Nếu mình nhớ không lầm, mình đã từng nói trong một cái video nào đó một xíu xíu về cái vấn đề này rồi. Ừ, chắc là có nói rồi đó. Nhưng mà thôi nhắc lại đi. Khi mà mình giải đề mọi người, mình đừng có mà thấy listening là mình đặt cho nó 30 đến 40 phút, rồi xong cái reading là mình đặt cho nó 1 tiếng để ngày hôm đó mình dành ra khoảng thời gian như đó thôi, thì nó chưa có đủ. Mình sẽ cần phải đặt thêm cỡ khoảng dư ít nhất là 30 phút nữa là dành cho cái bước mà check đáp án. Ví dụ nha mọi người, là cái bài này là mình đã làm xong rồi, đây là Cambridge 13 test 2. Bây giờ mình sẽ có thêm một cái bước là ok, là ví dụ con 13 này mình sai đúng không? Là mình sẽ coi coi là tại sao nó lại sai. Mình sẽ xem rất là kỹ là tại sao đáp án người ta lại chọn là đáp án C thay vì cái đáp án B của mình. Chưa dừng lại ở đó nha mọi người, mình sẽ bê tất cả những câu mình sai qua một cái worksheet. Ok, cái đáp án của mình chọn sai là cái nào? Tại sao cái đáp án của người ta là nó đúng? Tại sao mình lại làm nó sai? Đây, why I got it wrong nè. Và cuối cùng là mình có thể làm gì để có thể improve cho lần sau. Tương tự với reading cũng vậy mọi người. Ok, mình sẽ coi câu nào mình sai, lý do tại sao mình sai, cái vùng thông tin nó là như vậy nè. Khi mình đã hiểu rồi á, mình sẽ bê qua bên này, mình để trong cái reading sheet này. Thì đa phần các lỗi của mình, kể cả reading hay listening á, thì mình toàn là bị kiểu đọc đề không kỹ, hoặc là mình không có hiểu nghĩa của một vài từ á, thì mình sẽ nốt lại kiểu vậy. Mình sẽ để cái template của cái này cho mọi người nha, nếu mọi người muốn thì mọi người cũng có thể xài. Rồi thì cái sai lầm thứ hai của mình cũng liên quan tới listening và reading luôn, đó chính là mình chọn đề nó không có phù hợp để làm á cả nhà. Hồi xưa thì mình ôn cam xong rồi, cái mình không biết là nên dùng bộ đề nào nữa. Cái xong lúc sau thì mình có tìm được một cái trang làm test online mà mình quên mất tên nó là gì rồi. Đại loại là mình vô đấy mình làm thì mình thấy là nó khác hoàn toàn với khi mình làm cam á mọi người. Thứ nhất là về cái trình độ nó cao quá so với cam. Và cái thứ hai là cái phân bổ những cái bài làm nó cũng không có giống nữa. Kiểu cái cấu trúc bài, đúng rồi, trời ơi, tìm nãy giờ không ra chữ này. Cái cấu trúc bài nó cũng khác nữa. Cam nha, mình đang làm đúng 30/40, cái xong mình qua bên kia mình làm cái kiểu 18/40, 17/40, mình kiểu. Cho nên là cái lời khuyên rất là chân thành của mình đó chính là hãy tìm những cái nguồn tài liệu mà nó cực kỳ uy tín để mình làm. Thì thông qua một cái hành trình dài mà mình ôm á, thì mình cũng tích lũy được một vài những cái có thể gọi là những cái mà nơi mà cái gì dạ cung cấp đề cung cấp đề mà nó phù hợp với cái trình độ, cái kỳ thi IELTS cũng như là cái trình độ thật của kỳ thi IELTS mà mình đã từng thi. Đó chính là đầu tiên
Cambridge. Đây là một cái bộ mà chắc chắn mọi người phải ôn, nên ôn, cấu trúc nó sát cực kỳ. Cái thứ hai đó chính là Road to IELTS, tiếp theo nữa IELTS Trainer, và ngoài ra thì cũng sẽ có vài bộ nữa, nhưng mà mình nghĩ là ba bộ đó là khá là hợp lý rồi đó mọi người. Còn về nguồn thì mình rất là highly recommend cho mọi người xài thử cái phòng luyện đề của Prep. Riêng listening với lại reading á, là miễn phí hoàn toàn luôn cho tất cả mọi đối tượng, cho mọi người cũng yên tâm ha. Nói sơ cho mọi người hiểu, phòng luyện đề là cái công cụ hỗ trợ cho cái việc ôn thi IELTS ở trên Prep, và riêng listening với lại reading là hồi nãy mình nói mọi người rồi, nó sẽ miễn phí hoàn toàn cho mọi người luôn. Thì khi mà mọi người làm bài, nó sẽ có bấm giờ như thi thật nè, sẽ có highlight nè, khi mà làm xong thì sẽ có đáp án show ra giải thích như thế nào kỹ càng như nãy giờ mình cho mọi người coi đó. Thì là tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trên phòng luyện đề của Prep, và quan trọng hơn là cái bộ cam 18 mới ra thì cũng có cập nhật trong đây rồi á mọi người, cho nên là mọi người có thể tham khảo thử cái này nha. Rồi ok, sau khi mà xong listening với lại reading rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua hai kỹ năng còn lại, hai kỹ năng đáng sợ nhất trên cuộc đời này, đó chính là speaking và writing. Và cái sai lầm đầu tiên của mình, mọi người nghe được chữ tiên không ta? Và cái sai lầm đầu tiên của mình có liên quan tới hai kỹ năng này gộp chung luôn, đó chính là mình kiểu để dành ôn sau á cả nhà. Không biết mọi người có giống mình không nha, nhưng mà kiểu đối với mình là nãy nói rồi đó, là hai kỹ năng này là hai kỹ năng mà tàn khốc nhất trên cái cuộc đời này, rất là đáng sợ. Cho nên là hồi xưa mình cũng rất là ngại chạm tới tụi nó, và mình cứ kiểu khoảng thời gian đầu là thật sự là mình không đụng tới speaking với lại writing luôn. Và cái hậu quả là cuối cùng mình chỉ có khoảng, nếu mình nhớ không lầm là khoảng 2 tuần hay 3 tuần gì đó để ôn writing thôi mọi người. Bây giờ nhìn lại thì mình mới thấy là cái vấn đề của mình á, là một trong những cái sai lầm lớn nhất của mình, đó chính là mình kiểu bị ngại đối mặt, bị sợ đối mặt với những cái kỹ năng khó này á, thành ra mình cứ dời, và cuối cùng là mình không có thời gian để ôn nó nữa. Từ cái bài học đó, mình chỉ muốn cho mọi người một lời khuyên thôi, đó chính là bất kể là kỹ năng gì, nghe, nói, đọc, viết, một khi mọi người đã ôn IELTS rồi là mọi người phải dành một cái quỹ thời gian khá là tương đồng giữa các kỹ năng cho nhau. Đây là một cái bài học mà dạo gần đây mình mới học được. Trong một tuần là mình luôn sẽ cố gắng là sắp xếp thời gian cho tụi nó ngang đồng đều nhau, tức là cũng không phải là ngang hẳn, mọi người cũng phải tùy. Cái nào mà mọi người yếu dữ quá thì mọi người có thể dành thời gian nhiều hơn một tí, nhưng mà phải xem, tức là trong một tuần á vẫn nên là có tất cả đầy đủ các kỹ năng luôn. Và nói riêng speaking với lại writing á, nó nên là ít nhất 3 buổi một tuần cho một kỹ năng, mình nghĩ vậy. Tức là dạo gần đây thì mình ôn theo cái dạng như vậy. Về cách luyện á thì hồi xưa là mình chỉ là tự luyện nè, với lại luyện với bạn bè, nhưng mà dạo gần đây thì mình luyện với lại phòng speaking ảo và writing ảo của Prep. Nói chung là hai cái này thì mọi người sẽ cần phải có đầu tư một khoản tiền mua khóa học của Prep thì mới được tặng cái slot sử dụng cái phòng speaking ảo với writing ảo này. Lát nữa mình sẽ cho mọi người cái code sau, nhưng mà để mình show cho mọi người coi là tại sao mình luyện với nó và tại sao nó lại khá là đáng tiền để mọi người có thể đầu tư vào á. Thì nha, khi mà mọi người luyện với phòng speaking ảo á, nó sẽ giống như là phòng thiệt vậy đó, là như vậy nè. Sẽ có hai chế độ nha, chế độ phòng thi với chế độ luyện tập. Mình thì toàn là luyện trong chế độ phòng thi thôi, tức là kiểu nó sẽ rất là giống là thi thiệt á mọi người, là sẽ có bấm giờ, sẽ có giáo viên nói chuyện với mình. Nè mọi người coi. Now let's begin with speaking part 1. Which magazines and newspapers do you read? Why? I am such a fan of Vogue.com. It's an e-magazine site about fashion. So, I love it because of the two reasons. First of all, thì đại loại là sẽ có thầy nói chuyện với mọi người như là giáo viên thi thiệt ha, rồi nó sẽ tự động ghi âm để mọi người tiến hành cái bài thi như thi thiệt nè, rồi sẽ có bấm giờ. Rồi khi mọi người làm bài xong á, mọi người sẽ được chấm là ok, điểm IELTS ước lượng ban điểm là bao nhiêu dựa trên những tiêu chí là độ lưu loát nè, điểm ngữ điệu nè, với lại điểm ngữ pháp nè. Ngoài ra còn có chấm kết quả phát âm của mọi người nữa. Người ta sẽ chấm từng âm tiết luôn nha mọi người. Đây, cái màu xanh á là phát âm ok rồi, cái màu đỏ thì chưa ổn lắm và được bao nhiêu điểm. Màu vàng là chưa ổn lắm nhưng mà cũng tạm được rồi. Thì đi sâu hơn một xíu về cách chấm bài á, là cái điểm chung giữa phòng writing ảo với phòng speaking ảo mọi người, là mọi người đều sẽ được thứ nhất là công nhận những cái từ vựng, những cái collocation mà mọi người nói hay để có thể kiểu khích lệ cho mình á, và những lần sau mình có thể dùng lại những cái điều đó để cho cái bài của mình nó lại tiếp tục duy trì cái độ tốt của nó. Thứ hai là sẽ có cái nâng cấp từ vựng cho mọi người để mọi người có thể là ngoài những cái từ mọi người đã dùng ra thì mọi người nên dùng những cái từ gì để cho cái bài của mình nó tốt hơn. Và cuối cùng là sẽ cung cấp cho mọi người những cái bài mẫu để sau này mọi người ok, khi mà nói, khi mà viết á, mình sẽ có thể dựa vào những cái bài này để có thể triển khai ý, để có thể dùng từ vựng và có thể nâng cấp cái bài của mình hơn. Thì đó là điểm chung của cả hai phòng này. Và mình nói riêng một xíu về phòng writing ảo, bổ sung thêm thôi. Thứ nhất là những cái đề thi thật á mọi người sẽ được cập nhật liên tục vào cái kho đề thi của Prep. Và cái thứ hai đó chính là khi mà mình làm bài á, sẽ có một cái trợ lý, đấy là Teacher B, sẽ hỗ trợ cho mọi người cùng làm bài, nên làm cái gì, nên viết cái gì ở khúc này thì mình sẽ đỡ áp lực hơn.
Và cuối cùng là cái chấm bài nó trả lại rất là nhanh mọi người. Chỉ cần 60 giây thôi là đã trả lại được bài rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phòng speaking ảo và writing ảo này đều được AI chấm, cho nên là cái độ chính xác của nó sẽ khoảng cỡ 70% nha mọi người, tức là xê dịch đâu đó khoảng 0.5 ben. Thì khi mà mọi người luyện tập với cái này á, là quan trọng nhất là mọi người đang cần một cái môi trường làm hàng ngày và chấm điểm kiểu cũng xương xương giống với lại cái ban điểm của mọi người và còn có đề xuất cho mọi người á, thì ok. Chứ nếu mọi người mà muốn chấm một cách chính xác ban điểm của mọi người hiện tại để đánh giá trình độ luôn á, thì nó không có nên được sử dụng nha. Ừ, này nói trước à. Nhưng mà ngoài phòng luyện đề ra thì Prep cũng có những cái khóa học IELTS với những khóa chấm chữa từ giáo viên có chuyên môn nữa. Hồi trước mình có làm một cái video tương tự rồi á, mọi người có thể xem để hiểu hơn nha. Đó, cho nên là khi mà có cái speaking ảo với writing ảo này á mọi người, mình có thể làm hàng ngày luôn. Và quan trọng là mình có được cái kết quả trả về để mình có thể tham khảo và cải thiện khắc phục nữa. Đó là lý do tại sao mình nói với mọi người là mình rất là thích hai cái tính năng này, cũng như là mình cảm thấy nó rất là đáng tiền để đầu tư vào á. Thì yeah, như mọi khi mình muốn tặng cho mọi người một cái code là Prep và An. Khi mọi người nhập code này, mọi người sẽ được giảm 30% khi mua từ hai khóa IELTS của Prep trở lên. Và đặc biệt hơn, mọi người sẽ được tặng thêm 60 ngày, 60 chứ không phải 6 nha, 60 ngày sử dụng miễn phí phòng luyện đề, bao gồm nghe nói đọc viết. Nói với lại viết ở đây dĩ nhiên sẽ bao gồm phòng speaking ảo và writing ảo. Cho nên nếu mọi người có cân nhắc đăng ký khóa học á, thì nhớ dùng code của mình để có thể được giảm giá nha. Và cái sai lầm cuối cùng của mình nó sẽ liên quan tới speaking, đó chính là không dám nghe lại những gì mình nói. Nói chung là một trong những cái nỗi ám ảnh lớn nhất của mình ngày xưa đó chính là nghe lại giọng của mình trên ghi âm, đặc biệt là khi mình nói tiếng Anh và khi mình hát. Cho nên mình rất là hiểu tại sao khi mà nghe lại cái bài nói IELTS của mình đó là một cái sự rất là ghê tởm á mọi người. Nhưng mà mọi người nên nghe, không, mọi người phải nghe, mọi người phải nghe lại cái phần thi nói IELTS của mình. Tại vì á, đôi khi mọi người sẽ bị huyễn hoặc bản thân giống mình ngày xưa, đó chính là hôm nay mình nói cũng smooth mà, thôi nghe lại làm chi. Nhưng không nha mọi người, nghe lại rồi mọi người mới thấy là ô, mình nghĩ là mình smooth chứ thật ra mình nói năng nó xà lơ lắm. Tóm gọn lại lời khuyên của mình là phải nghe lại, rồi nghe xong rồi mình sẽ đúc kết được là vấn đề là cái gì, chứ không phải nghe để gớm ớ rồi xong tắt. Mà mình phải đúc kết được vấn đề hiện tại mình đang có là cái gì, xong mình ghi chú lại nếu mọi người muốn, hoặc là mọi người ghi nhớ trong đầu. Nhưng mà thôi, đừng tin vào cái bộ não của mình, hãy ghi chú lại mọi người, để cho lần sau mình hạn chế tối đa cái việc mà sử dụng những cái điều không gọi là mắc phải những cái điều mà mình đã mắc phải. Ok, rồi, thì đó chính là tất cả những cái gì mà có liên quan tới cái sai lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ, cũng như là những cái lời khuyên của mình để có thể hỗ trợ mọi người không có bị dẫm vào vết xe đổ của mình nữa. Hy vọng là những cái mình đã chia sẻ cho mọi người thì nó đã có ích, rất hy vọng là nó đã có ích cho mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video của mình tới thời điểm hiện tại. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.